còn đến xem mùa cưới chân hai công tay rượu hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con y chang mì miều, cô dâu non dung nhan mặn mà chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ cô thấy có con lợn quay soi đầy mắm sau đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trong thật hay trong buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Alo, 1, 2, 3. Chào tất cả các chị và các bạn, mình đến từ studio Thuận Nguyễn. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một bộ karaoke gia đình mini nhỏ. Ở đây là hai cái bộ loa, cái bộ loa này bộ loa vi tính loa nhỏ, và đây là cái mixer này là mixer 5 line. Cái mixer này nó có giá là 1.650.000 đồng, mixer Yamaha 5 line nha, 1.650.000 đồng tại studio Tùng Nguyễn. Mình kết hợp thêm một cái con âm ly mini 4 sò, mini 4 sò. Và đây cái lo đây mình câu từ lo dây này, lo mình câu qua bên âm ly đó, đơn giản vậy thôi. Chúng ta có thể có một cái nhà karaoke trong phòng, mình có thể hát ra ngoài cho mọi người cùng nghe, mà vừa kết nối livestream lên trên mạng Facebook hay là Bingo cho mọi người giao lưu cùng mọi người đều rất là ok nha. Đó, đây là một cái không gian nhỏ, hát nghe đã ok lắm nha mọi người. Loa thì mọi người có thể đi mua bất kỳ cái loa nào, có tầm 1 tấc, 1 tấc rưỡi cũng được, tấc 8 hay tấc gì cũng được. Rồi mình kết nối vào cái âm ly 4 sò thôi là ok ha. Cho mình thì bán như mixer thôi, thì mình hướng dẫn cho mọi người thiết kế một cái dàn karaoke gia đình. Mix go thì cũng không cần phải cao cấp, mix gia đình thì có thể vài trăm ngàn là mình hát ok rồi, mix có dây càng tốt, mix có dây càng hay hơn. Một cái bàn mixer này là nó trộn nhạc và mix, đây nó có bluetooth, mình đang phát nhạc bluetooth đó. Mọi người thấy mình đâu có đeo tai nghe đâu, âm thanh nghe ra rất ok đó mọi người. Lo này là nhỏ, lo này có 1.5 tấc à, lo nó thuộc dạng lo vi tính, lo nghe nhạc, mình lấy ra hát karaoke luôn. Nhạc nó cũng ok lắm. Tại vì hát những cái loa nhỏ này mình không có dám mở lớn, mở lớn thì sợ nó ảnh hưởng nó loa, tại loa nhỏ quá. Nó chỉ tạm tạm như này thôi. Mọi người nghe có ok không? Đây là cái bàn mixer 5 line Yamaha ha. Cái bàn mixer này mình bán với giá là 1.650.000 đồng. Nó kết hợp vào bluetooth luôn nha mọi người, kết nối vào bluetooth luôn, lấy nhạc từ điện thoại hay iPad gì là ok. Rồi ai quan tâm đến sản phẩm này liên hệ với mình, cái số điện thoại 0937 381 978, 0906 04 1727. Chúng mình có hai cửa hàng thứ nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, số 55-2A Phan Đình Phùng, phường 17 Phú Nhuận. Cửa hàng thứ hai thì tại Bình Dương, số 327-1 đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi những cái video clip của bên Studio Tàu Nguyễn. Và bên mình cũng mong muốn là sẽ đưa đến tất cả các chị và các bạn nhiều mẫu sản phẩm nữa, nhiều mới hơn, đa dạng hơn và đẹp hơn nữa để mọi người cùng tham khảo hen. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày đầu tuần thật là vui vẻ.